Xin chào mọi người. Video ngày hôm nay tôi sẽ đi săn cá khổng lồ bằng cần câu A02. Cần thủ chuyên nghiệp Ơn Gu. Nếu mà đọc theo tiếng Việt là Ơ Ngu. Ơn Gu là ai? Có ai biết Ơn Gu là ai không? Một cần thủ chuyên nghiệp người Hàn Quốc à? Nope. Bỏ qua thanh niên Ơ Ngu thì chúng ta sẽ tới với cần câu A02. Với dòng chỉ số tăng 30% sức mạnh. Sức mạnh. Sức mạnh. Sức mạnh để làm gì? Sức mạnh có tác dụng gì? Ước gì bây giờ trong tay tôi là chiếc cần câu mỏ neo phép thuật với dòng chỉ số tăng 50% sức mạnh. 50 và 30 thì có khác gì nhau không? Khác chứ, khác 20% đấy. Ok, với một người nhân phẩm kém như tôi thì đây chỉ là mơ ước thôi. Thôi, chúng ta không có cần câu mỏ neo phép thuật thì chúng ta dùng cần câu A02 vậy. 30% cũng được. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng cho mình mồi bạch tuộc thôi các bạn ạ. 51 mồi bạch tuộc. Mồi bạch tuộc thứ 27, tôi đã gặp cá bóng 6 rồi đây. Nhưng mà đây chỉ là con cá demo thôi. Tại sao lại gọi đây là con cá demo? Tại vì một nhấp, hai nhấp, ba nhấp, bốn nhấp thì con cá nó cắn. Để xem rằng với dòng chỉ số tăng 30% sức mạnh, tôi sẽ phải kéo cá bao nhiêu lần đây. Một lần, hai lần, ba lần, 4 lần. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Và đứt dây các bạn ạ. Ôi giời ơi, tăng có 30% sức mạnh thôi mà kéo đứt cả dây à. Vậy là số lần kéo cần của tôi đã giảm đi rồi. Tôi còn nhớ lần trước tôi đứt dây ở lần thứ 16, mà bây giờ lần thứ 13 tôi đã đứt dây rồi. Tính toán kiểu gì mà từ 13, 16 mà lại là 30% nhỉ? 16 mà trừ đi 13 thì là bằng 3. Xong rồi lấy 3 mà chia cho 16 thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 20% thôi. 82, 16 mà 83, 21 nó chỉ rơi vào khoảng 20% thôi. 30% thì nó phải... 30% thì ít nhất cũng phải giảm được 5 lần chứ nhở. 5315 mà 30%, 5315 là giảm 5 lần chứ. 30% này ảo quá. 30% mà kéo 13 lần. Ok, tạm chấp nhận. Chúng ta tiếp tục kiếm một con cá thực sự. Đứt dây vẫn chưa phản ánh đúng tình hình. Bạn đã thử đi tàu ra xa khơi để câu cá ở khu nghỉ dưỡng chưa? Rồi, tôi muốn được nhìn thấy cá voi lưng gù huyền thoại. Tự ra một bát chứ, ai đâu mà bát cho. Tôi sẽ tặng quà cho ai bắt được con lớn nhất. Bạn có muốn tham gia không? Tôi muốn tham gia cuộc thi câu cá voi lưng gù. Tôi còn chưa lần nào bắt được con cá voi lưng gù cơ. Tôi còn muốn bắt một con cá voi lưng gù để chế cần câu mà chưa được. Mong sao là cuộc thi này tôi có thể câu được cá voi lưng gù. Ôi giời ơi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với cần câu A02. Dùng cần câu này tham gia cuộc thi cá voi lưng gù luôn. Bóng 6 đã xuất hiện rồi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh không hụt nhá. Ok, chưa. Phát đầu tiên chưa cán. Phát thứ hai cũng chưa cán. Ok. Phát thứ ba cũng chưa. Thực ra tôi thấy là hụt cả bóng 6 khá là khó chứ. Phát thứ tư cũng chưa. Tại vì nó to mà. Phát thứ năm cũng chưa. Nó cắn cái là đuôi nó chổng lên rời. Phát thứ 6 cũng chưa, ok. Phát thứ 7 luôn. Nên là khó hụt. Bóng 4 dễ hụt hơn các bạn ạ. Ok. Phát thứ 8 thì đuôi nó chổng lên trời rồi. Tiếp tục cuộc chiến cá nào. Mong sao lần này sẽ không bị đứt dây các bạn ạ. Một lần kéo, ok. Một, hai lần kéo, ok. Hai lần kéo, ba lần kéo rồi, ok. Ba lần kéo rồi. Lần trước là 13 đúng không? Không biết là lên cá là bao nhiêu lần đây. Với cái cần câu 30% tỷ lệ sức mạnh này. 4 lần kéo. 5 lần kéo. 6 lần rồi. 6 lần. 7 lần. 8 lần. Ok. 9 lần. 10 lần. Ok. 10 rồi này. 11. Sắp 13. 12 rồi.
Nào. Nào, 13. Vẫn chưa các bạn ạ. 14. Vậy là 14 lần các bạn ạ. Vẫn là đứt dây 13 lần và kéo lên cá ở lần thứ 14. Khi mà chúng ta sở hữu 30% tỷ lệ sức mạnh. Không biết là sở hữu 50% tỷ lệ sức mạnh thì là sẽ là bao nhiêu lần nhỉ? Bạn nào có cần câu mỏ neo phép thuật có thể nói cho tôi biết được không? Chứ tôi không có. Bây giờ tôi có thể vào bộ sưu tập và đổi quà đây. Bể cá cổ đại XXL. Bể cá này có đựng được cá khổng lồ đâu. Toàn lừa đảo cả. Chẳng hiểu kiểu gì ạ. Còn nhiều quà quá mà tôi chưa có lấy được. Thế là tôi đã không câu lên được cá voi lưng gù rồi. Tôi câu được con cá thương long. Cuộc thi lần này chắc là tôi chỉ lấy được 2 vé mở hộp thôi quá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng câu cá voi lưng gù. Thế nhá, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.